thiệu từng thành phần đây, một. Đây là con tôm. Ờ, cái gì đã đấy? Đây là con tôm. Tôi làm hai cái bánh. Cái này này. Chúng tôi lắp ghép. Lắp ghép. Bánh thứ hai nhé các bạn nhé. Hết màu blue. Đặt thấp, đặt lên đây. Nhưng mà tôi lại cần ngay. Các bạn còn nhớ nhầm nhé. Đó, các bạn nhìn nhớ. Đó, nếu như mà các bạn dùng tên xuống bếp vô tô, cho vào đây. Đây, còn đây nữa. Đúng rồi. Bây giờ, đây là bàn thắp hương luôn rồi. Thế Happy birthday. Bánh ăn cỗ trung thu nhá. Nhà tôi có em bé nhá. Chúng tôi là buổi sáng. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Ai